hoang tưởng ảo giác, em sử dụng nhóm thuốc chống loạn thần, bệnh nhân có triệu chứng của trầm cảm, em sử dụng nhóm thuốc chống trầm cảm. Nếu bệnh nhân có cái hưng cảm, vậy em nên sử dụng nhóm thuốc chỉnh khí sắc. Thì đây là những nhóm đó. Còn bệnh nhân bị rối loạn lo âu, các rối loạn liên quan stress thì em sử dụng thuốc chống trầm cảm kết hợp với thuốc giải lo âu. Thì đó là một số cái rối loạn tâm thần khác kèm theo. Ngoài ra thì trong tâm thần ấy, rối loạn của tâm thần nói chung luôn ấy, từ trẻ nhỏ cho tới người già, một ngoài thuốc ra thì chúng ta có liệu pháp tâm lý và liệu pháp về hoạt động. Trong đấy cái bài tâm thần phân liệt thực ra là ở Việt Nam của chúng ta đa số bệnh nhân này nên dùng thuốc này, nên dùng thuốc nào. Nhưng mà khi về mà cô có một đợt cô đi học, cô đi đi thực tế thực tập, gọi là đi nhỉ, tập huấn này, cô đi tập huấn ở Đài Loan ấy, thì cô có đến một cái bệnh viện mà nơi đấy được gọi là giống như là một cái, người ta hay gọi là giống như là một cái thậm chí cái bác giám đốc ấy, bác này nói là nơi đây được xem là cái nơi cuối cùng của tất cả các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt mà giai đoạn cuối cùng, giai đoạn tính ấy, ở cả nước Đài Loan họ phải về đó, và thậm chí đó là nơi mà các cựu chiến binh xưa, thời kỳ của Tượng Đế Thạch ấy, họ họ cũng có một số người bị rối loạn tâm thần họ điều trị ở đấy. Thì các bạn biết phương pháp điều trị của họ không phải là thuốc đâu, cái phương pháp điều trị đó họ là phục hồi chức năng, là tạo huấn luyện lại cho người bệnh công việc và tạo cho người ta có khả năng chăm sóc phục hồi. Bởi vì rối loạn tâm thần có những trường hợp không bao giờ khỏi bệnh hoàn toàn, và bệnh nhân phải sống sinh hoạt trong xã hội với cái tình trạng bệnh đấy. Chứ thường thường bệnh nhân của chúng ta hay đặt ra mục tiêu là bệnh nhân phải giảm triệu chứng, phải hết hoàn toàn, bệnh nhân có thể là bị được. Chúng ta không đặt ra cái mục tiêu rằng là lỡ may cái tình trạng bệnh nhân này là bệnh thuyên giảm một phần, có nghĩa là bệnh nhân giảm cái chức năng nghề nghiệp xã hội của họ, thì họ vẫn có thể làm việc được, nhưng mà cái mức độ làm việc của họ là ngang cái tầm suy giảm năng hộ thôi. Thì liệu ví dụ như bạn đã học y, bạn ra bạn có thể đi làm điều trị, khi bạn bị bệnh rồi ấy, cái khả năng điều trị của bạn, khả năng làm việc với chuyên ngành của bác sĩ này của bạn đã kém hơn. Vậy thì bao giờ bạn nghĩ rằng bạn phải học một cái nghề mới để nó phù hợp với bệnh lý của bạn không? Không có, ở Việt Nam chúng ta không có, ta sử dụng ở thuốc nào thì không, thuốc nào không có. Thì những bài học này của bộ môn vận này mà cô ra ra vì số lượng nó khá ít, cũng như là thực tế là cái kiến thức của bọn cô về một số cái rối loạn hoạt động, xin lỗi, một số cái liệu pháp về hoạt động, liệu pháp về hành vi của cô không được áp dụng khá nhiều, nên thì nay cô đa số tập trung các bạn để giải về thuốc. Nhưng nếu sau này các bạn làm lên bệnh nhi, có một cái gọi là cái chuyên ngành tâm thần nhi, có các rối loạn phát triển của trẻ, thì rối loạn phát triển của trẻ cho dù tự kỷ, tăng động, giảm chú ý, những cái rối loạn về khả năng học tập của trẻ con ấy, thì sử dụng phương pháp liệu pháp về hành vi và liệu pháp hoạt động, không sử dụng bằng thuốc, chỉ sử dụng bằng thuốc trong một số trường hợp nhất định. Vì thế thì cô cũng hy vọng các bạn nhớ cho là những cái bài này chúng ta chỉ sử dụng trong những cái thuốc của trong chuyên ngành tâm thần ở trẻ em, hay là những cái trường hợp bệnh lý thực tốt ấy, là những trường hợp mà sử dụng trong trường hợp mà bắt buộc phải dùng thôi, chứ không phải tất cả các rối loạn tâm thần đều dùng thuốc hết. Thì thuốc chỉnh khí sắc là nhóm thuốc thực tế các bạn đã được học rồi, đó là trong bệnh bài về động kinh. Nhóm thuốc chỉnh khí sắc bản chất của nó là nhóm thuốc chống lộc động kinh. Tuy nhiên tâm thần này thì nó thường sử dụng trong những trường hợp nào, nhóm trong trường hợp bị tâm thần ấy, thì nó thường được sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân bị cái hội chứng hưng cảm quá khứ hoặc hiện tại có, quá khứ có mà hiện tại không có hưng cảm, ví dụ rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn trầm cảm. Trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực nói chung luôn, bắt buộc bạn phải dùng thuốc chỉnh khí sắc, và đây là nhóm thuốc điều trị duy trì của bệnh nhân. Cấp tính thì không có rồi, mà duy trì có nghĩa là khi bệnh nhân ổn định nhiều giai đoạn người ta bắt buộc phải duy trì suốt đời, thì đây là nhóm thuốc sử dụng duy nhất. Còn lại hiện tại hội chứng hưng cảm thì bác dùng giống như là rối loạn phân liệt cảm xúc loại hưng cảm, giai đoạn hưng cảm thì bác dùng loại này. Ngoài ra thuốc chống chỉnh khí sắc là nhóm thuốc xử trí những bệnh nhân có các xung động. Xung động này là xung động gì? Xung động này thường gặp trong cái chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, sa sút trí tuệ, những bệnh nhân bị cái rối loạn cái hành vi do những cái tổn thương nào kèm theo, thì đó là những cái hai cái chỉ định thường cái gặp của cái thuốc chống loạn thần. Ngoài ra thì những cái bệnh lý về động kinh hay như thế nào đấy thì cô không nói ở đây nữa nhá, và chủ yếu là cái những trường hợp mà cái về tâm thần thôi. Thì nhắc lại bản chất của nó là cái thuốc chống động kinh. Ở trong chuyên ngành tâm thần bọn mình chỉ sử dụng hai nhóm thuốc thôi trong cái thuốc chống động kinh, đó là nhóm thuốc Vavat và cái nhóm thuốc carbamazepine. Vavat được cái hiệp hội thuốc và thực phẩm của Canada nhỉ?
Đấy, điều trị các bệnh lý về trầm cảm hoặc là bệnh lý về rối loạn lo âu ấy, thì ở Canada thì đấy hiệp hội, người ta gọi là hiệp hội CAMAT, thì cái này trong người CAMAT đưa ra cái phán đoán là cái thuốc được chọn hàng đầu để điều bệnh nhân có cái rối loạn cảm xúc lượng cực. Đây là nhóm thuốc sử dụng khá rộng trong bệnh lý về động kinh và thường được sử dụng ở những bệnh lý động kinh toàn thể. Thì cô không đi về cái cơ chế của nó, bởi vì cái này nó có thể các bạn đã được học rồi trong cái bệnh lý động kinh, cô chỉ đưa ra về cái nhóm tác dụng phụ thôi. Thì một trong những cái lưu ý đầu tiên với nhóm thuốc chỉnh khí sắc đó là bạn không được sử dụng nhóm thuốc này ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Nhớ 3 tháng đầu không được sử dụng nhá. Nó có bằng chứng rõ ràng nó gây dị tật thai nhi, và dị tật ở đây trên tật ống thần kinh. Thì một cái câu hỏi đặt ra ở đây là như thế nào đi, có một số bệnh nhân ấy họ đang điều trị duy trì với thuốc chống động kinh, cô nói giả sử thử đang chống động kinh đi, đang điều trị duy trì thuốc chống động kinh bây giờ họ mang thai, hoặc là họ đang duy trì cái bệnh lý thuốc chỉnh khí sắc với tác dụng của chỉnh khí sắc ấy, họ mang thai, vậy thì bây giờ mang thai khoảng mới phát hiện khoảng đây khoảng 5 tuần thôi, hoặc là trị kinh mà thấy cái đi thử thai test, cái thử thai test nhanh nhẹ thì nó dương tính. Bây giờ một cái câu họ đặt ra là liệu bây giờ bệnh nhân có tiếp tục dùng thuốc hay không, hay là nên ngừng thuốc đi. Thì cái này các bạn lưu ý cho này, nếu bệnh nhân đang bị động kinh thì bạn phải cho bảo bệnh nhân đi khám chuyên khoa về nội thần kinh xem có thuốc khác lựa chọn cũng động kinh hay không, chỉ là kinh, còn đến độ thuốc khác bệnh nhân lên cơn co giật. Còn lại nếu bệnh nhân đang điều trị cái thuốc tác dụng của nó là chỉnh khí sắc, bạn có thể đổi sang nhóm thuốc gì. Hôm nay chúng ta có học đấy. Nếu mà cái bệnh nhân này đang sử dụng nhóm thuốc này để tác dụng chỉnh khí sắc thì bạn tốt nhất là bạn nên chuyển sang vào thuốc định hoặc pheo. Tuy nhiên cô nhắc lại khi mà các bạn lưu ý này, với tất cả các thuốc sử dụng trong mang thai luôn ấy, nó đều có một nguy cơ gây lên dị dạng của thai nhi mà bạn không biết được, và thậm chí rằng nó một cái dị dạng gì đấy. Thậm chí cô nói thẳng như ví dụ tự kỷ, một số người ta nói ở do dùng thuốc lại, thực ra là đó là một cái không có bằng chứng, người ta chỉ đưa lời. Nhưng mà nếu sau này trẻ phát triển có thể một vấn đề nào đấy của vấn đề về tâm thần hoặc thực thể nó kèm theo, thì bạn phải lưu ý và phải tư vấn giải thích cho người nhà bất kỳ một cái thuốc nào điều trị trong chuyên ngành tâm thần hay bất cứ một cái thuốc nào uống ở phụ nữ mang thai nó để có một nguy cơ gây tổn thương đến thai nhi. Cô đã làm một câu như thế, bạn lựa chọn thuốc hay không lựa chọn thuốc, bạn phải cân nhắc ở việc cái thuốc này có cái hiệu quả điều trị và cái lợi cái hại về việc dùng thuốc hay không. Nếu nếu bệnh nhân dùng thuốc mà nó gây tác dụng phụ khá nhiều, nó ảnh hưởng khá nhiều hơn là cái lợi của nó, thì tốt nhất là bạn không nên dùng. Tuy nhiên này, mình nói thẳng một câu ấy, khi điều trị bệnh ví dụ như thế này, cô nói một bệnh nhân bị động kinh lên cơn co giật và phải điều trị cái van vát mới ngừng cái cơn động kinh này, nhưng bây giờ mấy bệnh nhân này đang mang thai, vậy bạn phải tư vấn bệnh nhân bạn nếu bây giờ bạn tiếp tục dùng cái van vát này thì nguy cơ dị dạng thai nhi, quyết định bỏ hay giữ lại cái đứa bé này, bạn không phải là người đưa ra quyết định cho bệnh nhân. Nhớ tất cả những cái vấn đề tư vấn cho bệnh nhân về việc tuân thủ dùng thuốc ấy, bạn chỉ là người tư vấn và bệnh nhân sẽ là người lựa chọn nhá, không phải là nói cái thuốc này uống vô cái dị dạng thế như thôi bỏ đứa bé này đi, không có, đừng bao giờ nói như thế, cho dù đó là ý định của bệnh nhân, cho dù bệnh nhân và người nhà đều có ý định như thế, nhưng bạn đừng bao giờ đưa ra là người bệnh nhân nên làm như thế nào, mà bạn là cái thuốc này uống vào như thế nào, không uống vào thì như thế nào. Bây giờ nếu anh chị lựa chọn thì viết vào hồ sơ, không được đưa ra bạn đã tư vấn và bệnh nhân đồng ý hay bạn đã tư vấn bệnh nhân không đồng ý dùng thuốc, bạn yêu cầu bệnh nhân ghi trong hồ sơ rằng là tôi đã bác sĩ đã giải thích rõ ràng tôi đồng ý uống thuốc này này có đấy. Vì sao? Vì nếu mà sau này ấy, cô nói thẳng một câu, nếu sau này mà bạn kê cái đơn thuốc ấy trong thời kỳ mà bệnh nhân mang thai ấy, và sau này lớn lên còn sau này bệnh nhân sinh con ra có vấn đề gì, bạn nhân quay lại kiện bác, hồi xưa tôi mang thai bác sĩ ấy kê đơn này tôi điều trị ở đây, họ sao chép hồ sơ về nhà nào đó bác sĩ này cái kê điều trị thuốc trong quá trình của tôi mang thai đấy bác, đó là lý do làm cho con tôi có một số cái bệnh lý. Vì thế cứ nhắc lại khi các bạn sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai, cái này khái niệm chung luôn, một kiến thức chung luôn nhá, không phải là kiến thức trong ngành tâm thần đâu. Nếu bệnh nhân là người nhà có những cái quyết định gì đấy, yêu ta đã tư vấn giải thích cho họ rồi, không được là người đưa ra lựa chọn quyết định cho bệnh nhân nên hay không nên dùng thuốc.
nhân phải là người quyết định. Nếu bệnh nhân quyết định xong rồi, yêu cầu bệnh nhân và người nhà ghi trong cái sổ hồ sơ về cái chỗ mà gì nhỉ, y lệnh ấy, cái chỗ y lệnh của bác sĩ ấy, gì đấy, cái y lệnh đột xuất gì đấy, là họ phải ghi rằng tôi tên là gì đấy, hoặc nếu là người nhà thì phải là người có trách nhiệm, nếu là gia đình thì chồng hoặc vợ, nếu là bố mẹ thì là con trai, con ruột nhá, con ruột ấy, nhưng phải là nữa, hoặc là nếu là con thì phải bố mẹ đứng ra nếu mà chưa lập gia đình, thì tôi là gì đấy, hoặc là thậm chí nếu bệnh nhân lúc đấy có một số bệnh lý mà có thể không liên quan đến vấn đề tâm thần thì chính bệnh nhân là người viết trong hồ sơ này, và có gì tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Các bạn lưu ý cái vấn đề đấy, và cô nhắc lại việc lựa chọn thuốc bao giờ cũng cân nhắc được việc lợi và hại khi bị dùng thuốc hay không dùng thuốc nhé. Còn lại nếu mà các bạn không không các bạn cứ ừ thôi kệ thì dùng, thế bạn không quan tâm tới cái nguyện vọng của nhân, bạn không hề tư vấn cho bệnh nhân, bạn cứ kệ như thế, thì sau này có gì họ sẽ dễ nhà, sau này càng làm việc vấn đề liên quan đến mạng xã hội này, pháp lý nó càng khá chặt chẽ, thì bạn lưu ý cho. Quay lại với bài học của chúng ta, thường thường cái văn mã cô nhắc lại, nếu bệnh nhân này đang mang thai thì bạn nếu bây giờ bệnh sự mà tư vấn bệnh nhân có thể chuyện mang bệnh nhân này dùng thuốc chống loạn trình thì sắc này này với tác dụng điều trị cái loạn sức lượng cực, thì bạn có thể chuyển sang thuốc chống loạn thần không điển hình. Tuy nhiên cô cũng nhắc lại là thuốc chống loạn thần không điển hình này nó cũng có tác dụng phụ nào đấy mà chúng ta chưa biết được, vì thế bạn cũng phải tư vấn giải thích người nhà nếu họ đồng ý yêu cầu ghi trong hồ sơ. Và bổ sung vitamin B9, axit folic, cái nhóm vitamin, tất cả những cái vitamin khoáng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai, cái liều nó cao hơn, theo dõi cái thời kỳ mang thai sát cái vấn đề siêu âm sàng lọc nó kỹ càng hơn, thì đó là vấn đề mang thai. Ngoài ra các trong cái văn bản này nắm cho cô bốn tác dụng phụ nghiêm trọng lên cái người sử dụng. Đầu tiên đó là viêm gan, nhiễm độc, tử vong. Thứ hai, viêm tụy xuất huyết. Thứ ba, mất bạch cầu hạt. Và cuối cùng là bệnh lý não. Thì với cái viêm gan nhiễm độc tử vong này không phụ thuộc vào liều lượng dùng thuốc mà phụ thuộc vào cơ địa của người dùng. Thì khi sử dụng cái phụ thuộc vào cơ địa của người dùng này, bạn nắm cho cô bốn yếu tố nguy cơ dẫn tới viêm gan nhiễm độc tử vong. Cái slide nó có hết rồi, đó là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi phối hợp với thuốc chống động kinh với nhau, có bệnh lý chuyển hóa hoặc là bị chậm, có cái tâm phát triển tâm thần kèm theo, thì đó là bốn yếu tố nguy cơ. Học học những cái slide này trước mắt là để thi nhá. Còn lại thì nắm đó là cái văn hóa này, cái liều cũng điều trị của nó duy trì từ 20 tới 30 mg trên kg cân nặng, nếu quá thì có nguy cơ ngộ độc, và ngộ độc thì có thể tử vong, nhớ là ngộ độc nhá. Thường thì sử dụng cái văn hóa này nếu bệnh nhân có tiền sử của nhiễm virus gan B, tiền sử của viêm gan do một cái bệnh lý gì đấy, thì khi bệnh nhân vào thì một số xét nghiệm thường quy phải làm, ví dụ như là công thức máu, đường máu đói, ure, cre, SGOT, SGPT và điện giải đồ đó, kèm theo điện tâm đồ nữa, đo điện tim ấy, thì đó là những cái xét nghiệm cơ bản. Mà cái mới dùng ấy, chưa dùng ấy, thì bạn cho xét nghiệm kiểm tra cái nồng độ của SGOT và SGPT. Sau khoảng 3 tuần, sau khoảng 1 tháng bạn kiểm tra lại một lần, hoặc trước khi bệnh nhân ra viện bạn kiểm tra lại, mà nếu mà cái men gan không sao thì bạn yên tâm, nhưng mà nếu cái men gan tăng khoảng 3 lần trên bình thường ấy thì bạn có thể ngừng cái thuốc đấy đi, và bạn mời bác sĩ nội tiêu hóa để họ cho ý kiến về cái tình trạng tăng men gan do thuốc này, có thể có thuốc khác để hỗ trợ kèm theo hay không. Ngoài ra thì van hóa là cũng là một nhóm thuốc, nó được lưu ý là nhóm thuốc này gây tăng cân khá nhiều. Bởi vì tăng cân khá nhiều nên nhóm thuốc này cùng với olanzapine không nên dùng cho những bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa hoặc béo phì, bởi vì bắt đầu có hội chứng chuyển hóa thì cô nhắc lại rồi, là hội chứng chuyển hóa thì với olanzapine thì nó lại có cái đúng chúng nào được máu, còn với cái này nó có cái hội chứng chuyển hóa, nó có thể dẫn tới tình trạng viêm gan nhiễm độc tử vong. Nó gây tăng cân khá nhiều. Ngoài ra thì có một số trường hợp nó than phiền cái tình trạng của tóc cũng có này, hoặc là cái ảnh hưởng về vấn đề với dạ dày ruột buồn nôn nôn, cái đấy cũng có, nhưng cái đấy thì ít gặp hơn và thời gian xảy ra trong thời gian ngắn thôi. Nhưng mà cái nghiêm trọng nhất tôi nhắc lại là cái viêm gan nhiễm độc tử vong, cái là cái thể gây tình trạng tự nhiên tử vong và nó không có cái ảnh hưởng. Nhóm thuốc thứ hai đó là nhóm thuốc carbamazepine, thì cái carbamazepine này cũng là nhóm thuốc chống động kinh, nhưng mà cái chỉ định của nó thường là cái chỉ định của cái chống động kinh cục bộ là nhiều hơn, cái kia là chống động kinh toàn thể, cái này chống động kinh cục bộ. Thì cái carbamazepine, cái trên thị trường của nó thuốc cái tên gọi là carbamazepine hoặc là tetraton nó nhiều. Thuốc carbamazepine thì có một số cái lưu ý, tất nhiên nó cũng tương tự giống như thuốc Vamat, thì nhóm thuốc này gây dị tật thai nhi. Dị tật của nó gây ra ở cái thai nhi này nó là gì, đó là gây ra dị tật
ống thần kinh, dị tật vùng sọ mặt và bị chậm phát triển về tâm thần, thì cũng là 3 tháng đầu thôi. Thì tất nhiên có nhắc lại là việc cân nhắc việc sử dụng cái tác hại của lợi ích của việc dùng thuốc là nó như thế nào ấy, thì các bạn cũng cần cần lưu ý thêm những cái vấn đề này nhá. À, một cái thường hay bị than phiền cái sử dụng cái carbamazepine nữa, đó là nó có thể gây ra tác dụng phụ lên vấn đề cái thần kinh cơ, ví dụ như chóng mặt này, mắt nhìn hơi mờ, hoặc thậm chí là hình ảnh nó không rõ nét, nhìn nhìn đôi ấy, hoặc là gây ngủ khá nhiều, hoặc là thất điều đi, phối hợp động tác nó không không ấy, một số trường hợp trong cái ảnh hưởng về thông tuyến giáp nữa. Và chú ý là cái điện giải đồ, cái hạn natri máu nhá, bởi vì natri nó ảnh hưởng nhiều tới vấn đề về tim mạch, thậm chí là nó có thể hạ natri máu gây mê sảng nữa, cái này các bạn cũng cần lưu ý cho cô một chút. Trong cái carbazepin có một cái khá khá nghiêm trọng của nó, bởi vì mọi người thường hay bỏ qua, đó là cái carbazepin nó thường gây ra tác dụng phụ dị ứng. Dị ứng thì thường thường nó rất nhiều, dị ứng thì nó rất nhiều cho cái vấn đề của dùng thuốc, có rất nhiều tùy cơ địa đó. Nhưng mà cái dị ứng của carbamazepine nó có một cái khác, đó là nó có thể xảy ứng khi mới dùng, có nghĩa là vài ngày hoặc như vài giờ thôi, nhưng có những trường hợp dùng rất dài, vài tháng thậm chí 1 năm mới xảy ra tác dụng phụ này. Và khi đấy thì người ta lại thường hay chúng ta hay quên là dị ứng, thường chúng ta hay nghĩ là cái gì mới dùng này, cái gì mới bệnh nhân mới uống đấy, mới có gì không, cái gì mặc quần áo hoặc môi trường mới, đồ dùng mới, uống thuốc mới, mỹ phẩm mới, kiểu như thế. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng có cái carbamazepine không phải mới mà là chậm, cái dị ứng của nó là có thể dị ứng chậm 1 tháng, 1 năm, vài và đấy kiểu như thế. Thì đã từng có thực tế, đã từng có một bệnh nhân cũng thời kỳ, nghe nói ông này là cũng là một cái thợ may khá nổi tiếng ở Huế thời điểm năm 1999 mấy ấy. Thì ông này bị gì, ông này là bị cái zona ấy, ông là đau đau thần kinh C3, thì ông này được dùng cái carbazepin để điều trị cái giảm đau về thần kinh. Khi mà điều trị giảm đau về thần kinh này, ông này dùng thuốc phải đến vài tháng rồi, thì mình không biết lý do lúc đấy mà ông ấy dùng cái thuốc kháng sinh gì mới ấy. Thì khi mà dùng kháng sinh mới thì ông ấy xuất hiện cái dị ứng, thì bác sĩ họ nghĩ là chắc là cái dị ứng này là do cái mới dùng cái kháng sinh đấy, và người ta chỉ cắt cái kháng sinh kia thôi, vẫn tiếp tục dùng cái carbamazepine. Thì khi mà kéo dài như thế thì ông ấy xuất hiện cái tình trạng hội chứng Stevens-Johnson và suy đa phủ tạng, ông tử vong. Thì nhắc lại là dị ứng là một cái hiện tượng của sốc phản vệ, như đầu ở mức độ 1 của 2 thôi, và nếu mà còn nặng hơn nữa thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì đó là với toàn bộ cái bài về thuốc chỉnh khí sắc. Thì trong bài thuốc chỉnh khí sắc này, các bạn nhớ cho mình về các cái tác dụng phụ lên thai nhi của Tavat và cả carbamazepine. Với Tavat thì các bạn nhớ cho 4 tác dụng phụ nghiêm trọng lên người dùng, đó là cái viêm gan, nhiễm độc tử vong, viêm tụy xuất huyết, mất bạch cầu, hạt và bệnh lý não, 4 yếu tố nguy cơ dẫn tới viêm gan, nhiễm độc tử vong. Với lại cái carbamazepine thì nhớ những cái tác dụng phụ lên hệ thống thần kinh cơ, hoặc là tác dụng phụ dị ứng gây dị ứng cho bệnh nhân, có thể dị ứng nhanh hoặc dị ứng chậm cho bệnh nhân. Thì đó là toàn bộ cái bài của thuốc ngày hôm nay. Có bạn nào có thắc mắc, có hỏi gì thêm không?